Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững Bộ Công Thương vừa phối hợp với Tổ chức Hợp tác Quốc tế của Hàn Quốc COICA khởi động thực hiện dự án thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp Việt Nam do chính phủ Hàn Quốc tài trợ. Dự án này có trị giá 1,9 triệu đô la Mỹ được thực hiện trong 2 năm nhằm giúp các doanh nghiệp công nghiệp tiếp cận nguồn vốn đầu tư cho tiết kiệm năng lượng và hiệu quả năng lượng. Theo Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững, dự án được thiết kế để thúc đẩy sự phát triển của các công ty dịch vụ năng lượng ESCO và tạo môi trường thuận lợi cho việc thực hiện các dự án đầu tư tiết kiệm năng lượng và hiệu quả năng lượng, góp phần giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường ở Việt Nam. Dự án gồm 3 hợp phần hỗ trợ kỹ thuật chính, bao gồm xây dựng năng lực, xác định các dự án và hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư tiết kiệm năng lượng và hiệu quả năng lượng trong ngành công nghiệp.